Welcome to EnglishCenter.vn. Chào mừng các bạn đến với phần hướng dẫn học từ vựng trên trang EnglishCenter.vn. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với một bài học. Ví dụ khi chúng ta đang học trong video này và bạn gặp một từ vựng chưa biết thì bạn sẽ học như thế nào? Chúng ta cùng xem nhé. Vâng, ví dụ như là từ này ạ. Đây là một từ mà chúng ta chưa biết và chúng ta muốn học nó. Vậy thì làm như nào để học từ này một cách hiệu quả? Đầu tiên, chúng ta nên đoán nghĩa của từ. Why don't I show you how to eat properly? Từ này có nghĩa là gì? Đầu tiên, chúng ta nên xem nghĩa của câu. Và qua nghĩa của câu thì chúng ta có thể đoán ra nghĩa của từ. Nghĩa của câu đây ạ, các bạn thấy phần được bôi đen ở phía dưới có song ngữ Anh Việt. Tiếng Anh là Why don't I show you how to eat properly? Tiếng Việt được dịch ra là sao anh không chỉ cho em làm đúng cách như thế nào? Như vậy thì chúng ta có thể đoán được nghĩa của từ mới này có là đúng đắn, đúng cách, đúng chính xác. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bước tiếp theo chúng ta sẽ cùng tra trên từ điển xem thực sự nghĩa của từ này là gì. Đúng rồi, nghĩa của từ là đúng, chính xác. Vậy là cái việc mà chúng ta đoán nghĩa của từ trước khi tra từ và tra từ sẽ giúp chúng ta nắm được ý nghĩa của từ một cách chính xác và dễ dàng. Bây giờ chúng ta sẽ cần phải luyện phát âm từ này. Vừa rồi các bạn đã nghe từ điển phát âm từ này và chúng ta cần nghe lại lần nữa. Properly. Ok, sau đó chúng ta sẽ phát âm lại theo từ điển. Properly. Chúng ta hãy sử dụng hệ thống nhận dạng âm thanh trên website để đánh giá việc phát âm của chúng ta đã đúng hay chưa. Properly. Khi chúng ta đọc đúng từ thì từ đúng sẽ được ghi bên dưới. Chuyện gì sẽ xảy ra khi chúng ta đọc sai? Chúng ta cùng thử nhé. Probably. Khi chúng ta đọc sai thì hệ thống nhận dạng âm thanh sẽ cho chúng ta một kết quả khác và có màu đỏ báo hiệu rằng là từ chúng ta đang đọc là sai và chúng ta cần đọc cách chính xác. Properly. Đúng rồi ạ. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn nên luyện phát âm một cách cẩn thận hơn nữa vì phát âm là một vấn đề rất quan trọng để người đối diện có thể hiểu được bạn đang nói gì. Bằng cách là chúng ta hãy nghe lại cách phát âm của chúng ta về từ vừa rồi và so sánh với việc từ điển phát âm từ đó như thế nào. Properly. Đấy là chúng ta phát âm. Còn từ điển phát âm là sao? Properly. Và sau chúng ta sẽ cảm nhận xem chúng ta có thể làm nó tốt hơn nữa hay không. Ví dụ như tôi nghĩ rằng là tôi có thể làm nó tốt hơn một chút nữa. Tôi sẽ thử. Properly. Chúng ta cùng nghe lại bản mới nhé. Properly. Ok. Cuối cùng thì chúng ta sẽ học cách viết từ vựng này. Tôi đánh vào đây ạ. Rồi, và sau đó chúng ta lưu vào hệ thống từ vựng. Chúng ta đã lưu thành công và chúng ta đã được thưởng một điểm. Các bạn, tuy nhiên thì việc học từ vựng sẽ không dừng lại ở đây. Hôm nay chúng ta đã nhớ được từ properly, nhưng ngày mai thì sao? 5 ngày, 10 ngày nữa có thể chúng ta sẽ quên mất và khi đó chúng ta sẽ có nhu cầu ôn lại từ vựng này. Chúng ta sẽ vào phần nào để ôn lại. Thì trong hệ thống quản lý từ vựng ở tài khoản cá nhân thì chúng ta có mục từ vựng, các bạn chỉ việc kích vào đó và đến với từ vựng mà chúng ta đã học, danh sách từ vựng chúng ta đã học. Đây tôi đã học rất nhiều từ và chúng ta hãy xem cái từ mà chúng ta vừa học và học lại. Đầu tiên chúng ta hãy nghe. Properly.
Đó, nghe đó là phản bản phát âm chúng ta đã lưu lại. Sau đó thì chúng ta cần tra từ vựng, tra từ điển. Chúng ta cần tra từ để xem lại nghĩa của từ cũng như nghe lại phát âm của từ điển. Properly. Nếu chúng ta đã nhớ rồi thì về ý nghĩa nó thì tốt rồi. Nhưng chúng ta vẫn cần thiết phải luyện thêm phát âm của từ này một cách kỹ lưỡng. Properly. Và nếu bạn cảm thấy rằng là bản ghi âm này tốt hơn bản ghi âm trước thì bạn sẽ lưu lại. Bạn sẽ lưu lại bản ghi âm này lại. Cũng như là bạn có thể nên tiếp tục học viết lại từ này nhiều lần. Chúng ta nên lại xóa đi viết lại lần nữa. No. Ok, cuối cùng chúng ta chỉ cần lưu lại. Sẽ ra sao khi mà chúng ta có rất nhiều từ vựng và chúng ta có nhiều từ chúng ta đã biết rồi. Ví dụ như là từ have, tôi đã biết từ này rồi và tôi muốn xóa nó khỏi hệ thống từ vựng của chúng ta. Chúng ta chỉ cần di chuột vào từ đó này và ấn vào nút rác để xóa đi. Bây giờ thì từ đó đã mất rồi. Nào, các bạn đã thấy từ have đã bị mất đi. Trên đây là phần giới thiệu của tôi về việc hướng dẫn các bạn học từ vựng trên trang englishcenter.vn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong phần hướng dẫn tiếp theo. Cảm ơn.